phải rồi. Bài này là không hiểu hơi thị trường thì anh em thông cảm. Bài này không biết thị trường thì biết chứ. Vẫn những câu hỏi nhỏ. Có chạy thị trường gì chẳng? Nghe quen rồi. Để không hiểu. Hình. Đùa khắc nghiệt giờ lấy bọn con hơi khiếp ấy. Dùng chuối rồi đang làm không hiểu đấy. Công việc chính của anh là gì? Hóa chơi game. Nên đến đâu giấc mơ ngày nào biết.
lòng bàn tay đưa anh trở về hút dây bạn đến đây sẽ từng bước.